Rồi em xin mến chào toàn thể tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Mấy hôm nay là em có một số việc nên là không có clip kịp để đăng lên cho cô chú anh chị các bạn cùng xem. Thì hôm nay là em ra cái cánh đồng mà hồi khóm này là gia đình em là khóm Miệt Vườn. Ra đây quay nè cả nhà, ra cả cái đống đất này nè. Đó, cái này không phải cái đống đất này, này là gốc cây nó bị ngã. Đó, thì hồi sáng quay là buổi sáng cả nhà. Thì buổi trưa thì nó hơi nắng chút. Hôm nay thì em đi quay ngay trăng dịp ngày 8 tháng 3. Thì em cũng xin mến chúc cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn thật là nhiều niềm vui nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ. Bữa nay em đi ra đồng là em đi chài nha. Bữa nay em đi chài thì em chỉ có là đem theo có một cái chài và một cái xô xanh. Đâu rồi? Đây. Đó, nhiều đây bữa nay là mình chỉ có nhiêu đây thôi. Bữa nay em đi em quên em theo cái nón rồi cả nhà. Sớm giờ em chạy em chỉ thấy giờ có một dũng cá là sớm này là chú Tám có thấy. Tám nó này trao cái là lúc luôn nhưng mà thật chất là nó còn nhiều nước lắm cả nhà. Nên mình chỉ có chạy thôi mới được thôi. Rồi em xin mời cả nhà cùng theo em đi chạy nha. Chạy xuống đây nè cả nhà. Quá trời cá luôn, mê luôn. Này có khi là một chài một là có thể là đủ ăn luôn cả nhà. Bữa giờ là em về em gỏng nhà rồi. Hôm nay em đi chạy em kiếm cá bự. Đó, cả nhà ơi, túi chạy luôn. Hôm nay vô mánh rồi. Để sách ra đây lấy ra. Đó. Vô, chút cho nó chút xíu nước. Em đi chạy chủ yếu là em kiếm là cá cá tê đó cả nhà, cá tê, cá lóc nữa, dính còn cá rô không, bởi vì đem về nhà nuôi thôi. Mình đắp vỡ đây nè, mình múc miếng nước vô, cái mình bỏ cái lá cây vô cái nó mát, cái nó về nhà cái nó sống cho. Kiếm một cái dèo rồi gặm dưới sông cái mình chạy về dính được nhiêu cái mình thả vô cái dèo đã cái xong cái mình mua thức ăn gì mình bỏ vô hay là mình cho nó ăn ba con ngủi vô đó ăn tạp gì đó cho cá đồng luôn gặt luôn. Tôm cải xanh này chứ nó có gâu nữa. Rồi sáng ngày 28 thì em cá lăn bọt chiên. Chạp này là cái gô lăn bọt chiên thử bữa. Bình thường mình đã chiên nó giòn rồi. Mình lăn bọt mình chiên cái nữa. Cuốn rau sống chấm rồi. Tới luôn. Mấy cái chỗ mà trắng trắng như này cả nhà. Nè em mới lấy chỉ em khâu lại. Cho nó có tùng cái cá nó vô. Quá.
có gì không đây. Wow. Nó vô vậy đó, vô trong cái xô mình có nước á cả nhà, là nó sẽ không chết, nhìn nhà còn nguyên. Cứ một chài vậy mình tẩm được chừng 10 con là 10 chài mình kiếm được 100 con đó cả nhà, là coi như là 100 con là hơn ký rồi đó. Ngày mình kiếm chừng ký gì đó là 10 ngày là được 10 ký, tháng là 300 ký, ủa 30 ký chứ, tháng là 30 ký, 30 ký cá đó. Cái vô nha, rồi xong giờ mình nuôi ra, mình nuôi cái nó nở ra nữa, nó đẻ ra nữa, nó đẻ ra nữa là mấy trăm ký luôn, cái tấn luôn á. Quan trọng là mình cứ chờ được cái nó nở tới đó. Tính tới cỡ đó luôn mà giờ này còn đi ra ruộng ngồi để chạy. Quá. Giờ mình để cho nó đậm lại chút xíu đi. Chứ là đợi mình chạy ra nữa là nó làm luôn. Quá lẻ luôn. Đó, chút xíu nữa nó lại cái này nè, mình là bộ mình lấy gác mình dục nó lại giữ mồi đó. Cái chút lại mình chạy cái một. Trước mắt mình sẽ đi lại cái dòng cái trứng cá, review cái trứng cá cho cả nhà xem nha. Có chú kia đang làm gì. Đây là cái trứng cá này cả nhà. Hôm bữa là mình quay mà không có trái á, trên đồng này cái trái qua đây trái luôn đó cả nhà, thấy cái trứng cá chưa. Bên đó có cái máy bơm nó thấy ồn quá cả nhà. Đó, nhiều cái nhà cũng thấy bạn cũng có người biết cái này, có người không biết nè. Cái này trái tuổi thơ luôn á mà cả nhà nha, tháng này ăn được nè, tháng mưa là mình ăn rồi thôi, ngọt lắm. Để mình bẻ chút xíu nữa mình lại kia mình ngồi mình ăn cho nó lịch sự cả nhà. Chứ ở đó ra đồng là bẻ tại chỗ ăn tại chỗ. Đó là đi bẻ lằng bẻ cái nhánh mà nhánh bự. Để em qua bên đây, qua bên đây em bẻ coi mới nè, đây nhiều lắm. Nhóc luôn. Quá chi trái à. Bao lại trái luôn à. Đây. Đây cái lá này trái nằm trong nhiều lắm cả nhà. Cái máy ồn bơm ồn ghê luôn. Giờ mình sẽ tắt vô đây. Gia đình em ngồi đây ăn cơm buổi sáng nè cả nhà. Ở đây là một chùm nhánh trứng cá. Ở đây là trái non nè. Cái này hồi đó coi chơi là kẻ những trái như thế này nè cả nhà. Thôi đến từ ngọn nè. Đó. Là mình xay cái buông ra là nó thành cái con gì con quay á. Thì em cũng xin mời cả nhà cùng ăn trứng cá với em nha. Đó. Này giống là tặng bông ha. Cái này ra là ngon nè, cá nè.
đó, chân cá này đây nè, cả nhà gọi biết chân cá nha, ngon lắm. Này ta nói cái trái chân cá này cả nhà là nó giống như là dạng như là đó, cá vậy đây nha. Đây bóp bóp cái này coi tại sao gọi là trái chân cá. Đó là nó giống như cái chân cá này cả nhà thấy không? Đó là mình nhả vỏ bỏ mà. Bây giờ là mình ăn luôn cái vỏ luôn. Thường cái vỏ cây nó có rất nhiều vitamin. Mình ăn luôn cái vỏ luôn. Trái sống thì ăn nó giống như là mình ăn phải mỡ vậy cả nhà. Nó mỡ vậy khó ăn lắm. Mình ăn dưới ăn trái chín thôi. Mình rớt dụng nó. Ngày nào em cũng đi chạy chứ á, mà có cái là em quên đem theo cái ca, là chỉ có cái nắp thôi. Tại vì cái ca này á là cô đang cho nè, nó có một cái ống hút đây nè, đó là mình uống từ đây uống ra, nhưng mà uống vậy là bắt là sự lắm. Đây là uống trong cái nắp là hợp lịch sự nhất. Em tiếng cá này nó có cái vị ngọt thanh, mà nó ngọt cũng có trái ngọt gắt nữa cả nhà, nên mình dễ bị khát nước lắm. Bây giờ chưa ra đồng nắng nóng như thế này thì mình phải có ca nước với nước đá theo. Rồi xin mời cả nhà uống nước nha. Nói chứ mình đi quay clip có mình nơ nữa cả nhà, thì nó cũng buồn. Cái nữa là cũng rất là khó để mình quay clip. Chủ yếu là em đi ra đồng quay những cánh đồng quê, lúa chín, lúa đổ bông rồi nữa, đi quay người ta đi đi có máy người ta làm gì đó. À, cái máy người ta đi cắt lúa cả nhà, là máy chạy đi, sẽ có những người đi theo đi bắt chuột đồng này kia nọ đó, em sẽ quay những cái đoạn như thế đó đó cả nhà. À, cho cả nhà cùng xem. Hiện tại bây giờ thì lúa chưa có chín, lúa là mới chuẩn bị chín rồi. Và bữa nên ta cắt lúa, em quay đi cắt lúa cho nhà xem. Là kênh hiện tại bây giờ là chỉ đi quay đồng nha cả nhà. Đi ra đồng xong rồi đi kiếm những loại trái cây ăn được nha cả nhà, chứ không phải trái cây không ăn được, như trái này là ăn được. Đó là để đến cho tất cả các bạn cô chú anh chị. Các bạn là mình, ý mình nói là các bạn là mình, các bạn cùng tuổi với mình á. Còn quên nhắn thêm câu nữa cô chú chị các bạn mà luôn chết luôn. xin lỗi vậy, có lỗi luôn. Rồi bây giờ em đi chài thôi. Chài không có lên lúa anh ta. Em chạy một cái dính toàn câu không cả nhà. Câu câu rồng. Rồng mà giống như câu câu thì có con cá. Rồi em chờ nó giờ luôn, thấy ụt quá trời luôn. Tưởng gì tới không. Trên này, nói trên này giờ này em đi chạy cũng khá bộn luôn. Đó. Ồ, nhóc luôn này lùi luôn á. Nhóc đi kiếm lên trên trên nữa, để sẵn đi kiếm chỗ cho kênh Khó Bị Trường em quay cho nào. Này nó hơi khó chạy chút xíu nhưng mà cảnh nó đẹp lắm cả nhà. Ví dụ như mai cái mình lên tút cái này đường quay này đã lắm. Cái này được cái là sáng sủa đẹp đẽ lắm. Cánh đồng này cả nhà. Đó,
đồng lúa xanh tươi luôn. Wow, em kiếm được chỗ này đẹp quá cả nhà ơi. Chỗ này ngày mai gia đình em lên đây nè. Đó. Này vừa đẹp luôn. Cánh đồng lúa chín bao la luôn. Giết thêm nữa kìa. Chỗ này là bắt lại không mà dính nhóc rồi. Tại vì có dấu chân người ta bắt rồi á cả nhà. Rồi cuối rồi, cuối sáp. Kiếm mấy bờ cuộn mà người ta chưa có làm gì á, mình có nước á là mình phải qua cái kênh này mà đi chỗ này mà mò hết này cái nỗi xả lắm cả nhà. Đó 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 đó, một ổ luôn. Bộ mình chạy ra đây cái mình đậu ở đây nè. Mình đi vòng vòng chút xíu là cũng có bãi đẹp nhất luôn. Wow. Cái này mà cho gia đình khói miệt vườn mình lên trên này là đúng cảnh luôn cả nhà ơi. Đây cho cả nhà coi chỗ này nè. Ở đây là con nước trong sông thơm mộng luôn. Đó, cá ục mê đi luôn. Đó, cả nhà thấy không? Quá lẻ luôn. Chạy lên dưới trên luôn. Có nhóc luôn rồi cả nhà ơi. Wow, wow, wow. Nó dính từ dưới lên tới chân luôn. Nè cho cả nhà coi nè. Nó dính nè. Từ phía dưới luôn. Nó tới trên đây luôn nè. Không quá lẻ luôn rồi. Mừng ghê. Dính lên trên trên luôn. Cá mấy dính vô chạy dưới trên. Mình cộng để dành nhiều nhiều cái làm bữa hoành tráng luôn. Chỉ có tháng mưa là em hết có quay đồng được đây. Còn nắng thì cứ quay đồng. Hàng luôn. Ở bên kia là hàng thốt nốt nữa. Có người ta trồng bông cho nó nữa, đẹp cực kỳ luôn. Này cho gia đình em ra đây quay đã lắm. À, thiệt đẹp luôn đó nhà ơi. Quá đại cái nhà ơi.
Đây nè. Ủa, cũng tấp nập luôn. Tôm rồi cả nhà. Ồ, tấp nập luôn nè. Vô. À, cả nhà thông cảm nãy giờ nắng quá, đội cái nón bảo hiểm lên. Thì ở ngoài sông đó nha, thì cái chài của em không phải em để thừa nha, tại vì chài của em là chài mương. Còn ngoài sông thì mình phải chài chài cước á cha cả nhà. Thì nó nóng dính vậy. Cái chài đầu tiên là như là con tôm nó bị mụn cái gì nó mới vô. Còn bây giờ em chài, em nói thật luôn, em chài nãy giờ cỡ 7-8 cái rồi nè, mà không dính thế nào chứ, mà đổi lại cái nơi gách luôn cái chài của em luôn. Gắt luôn rồi. Tê tôi rồi. Bữa nay là một ngày cực kỳ là may mắn luôn. Cách cái chài đựng con tôm. Giờ này thì em cũng xin phép ở nhà cho em xin tạm dừng video tại đây. Nắng quá nhức đầu cả nhà, mấy ngày này em cũng bị hay bị sẹo mặt mày chóng mặt nữa. Nên cũng không có ra nắng được nhiều quá. Các mong cả nhà thông cảm nha. Thì lời cuối em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ em. Thì sắp tới đây nữa em sẽ ra những cái video mới và sẽ quay chất lượng hơn nữa cả nhà. Nhiều khi quay lên như thế này thì cả nhà xem cũng chán lắm, mà em không quay thì kênh em nó dễ bị tắt kiếm tiền lắm, nên em phải ra clip điều mỗi ngày chứ em nghĩ hoài là kênh tắt kiếm tiền ngủ lắm cả nhà. Thì rất mong cả nhà ủng hộ nha. Thì em cũng xin cảm ơn và xin chúc tất cả cô chú anh chị và ông bà một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ, thật hạnh phúc, thật nhiều niềm vui. Rồi em xin bye bye và hẹn gặp lại nha.